Rồi, xe cũ lại về. Quay rim thì đủ loại thành phần hết. Đó. Cô chú anh chị mình xem like ngày hôm nay, em sẽ báo giá cụ thể cho anh chị cô chú mình từng mẫu xe bên cửa hàng nha. Có những mẫu xe cúp, xe rim Thái, quay Thái nè, quay Alpha, quay ZX gì cũng tùm lum hết anh chị nha. Thì giá bên đây nói chung mấy cái giá này thì rất là bèo nghèo. Thu chừa ít, quay cá lâu kiến nè, RS, quay A, đủ loại hết anh chị nha. Rim lùng thì em cũng về được một chiếc này nè anh chị. Nước sơn zin xe rất đẹp anh chị nè. Máy là cực kỳ êm. City thùng rim Thái nè. Rồi, em Nhiều Nguyễn mến chào cô chú anh chị cùng các bạn trở lại với kênh YouTube mua bán xe cũ em ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào thân thương cũng là chúc sức khỏe tốt đẹp nhất cho tất cả những cô chú anh chị mình xem like ngày hôm nay. Thì cũng thưa anh chị cô chú mình thì xe cũ thì bên em gặp giá liên tục anh chị nha. Thì mình mua bán xe thì nó rất là thật tình, nói chung mua bán tính em người thật việc thật mà. Mình mua bán ở trên YouTube này cũng như ở ngoài còn thị trường nữa anh chị cô chú mình. Mua xe diễn tả xe chính xác để cho anh chị cô chú mình mua cho nó khỏi mất lòng ha. Thì lên bự mắt quay. Bên em thì nói chung là xe tầm trung là nhiều anh chị nha, tầm trung là nhiều lấy nhất. Những mẫu xe quay, những xe rim, những mẫu xe thông dụng để cho cô chú anh chị đi làm. Cửa hàng Diệu Nguyễn thì nằm ở số nhà là 49 đường Bình Chiểu, quận Thủ Đức anh chị nha. Đây, cửa hàng của em thì có hỗ trợ trả góp nè, mua bán, trao đổi các loại xe cũ và ship tỉnh toàn quốc của chú anh chị mình ơi. Như những cái xe này anh chị cũng thấy nè, em quấn này như thế này là những cái xe mà được khách hàng đặt cọc anh chị. Con quay Thái này cũng cọc này, con quay Thái cọc lấy tới cửa hàng, con chỉ ít thì tới cửa hàng luôn. Còn con này là ship đi nè anh chị, con này về cái gì ta, ở đâu Đồng Tháp quên rồi ta, Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự anh chị nha. Thì bên em thì chuyên ship tỉnh toàn quốc anh chị cô chú mình, và em đọc là cái địa chỉ cho anh chị một lần nữa nha. Anh chị nào ở gần thì cứ ghé trực tiếp qua cửa hàng để xem xe. Anh chị cho em 1-2 phút để em giới thiệu cái địa chỉ nha. Cửa hàng của Diệu Nguyễn thì nằm ở số nhà 49A nè anh chị, đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Số điện thoại vừa hiển thị lên trên bên góc trái màn hình, đó là số điện thoại của em Diệu Nguyễn và Zalo của em. Mọi chi tiết về xe cũ, những cái xe nào mà anh chị cô chú mình coi cảm thấy ưng ý thì anh chị kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em nha. Và con đường mà đi tới cửa hàng em, ví dụ như anh chị cô chú mình ở Bình Dương thì anh chị về với 550 và tiếp theo là mình chạy ra bệnh viện Quân Đồn 4. Hướng ra Quân Đồn 4 và thẳng ra là gặp cái đường Bình Chiểu. Trên con đường Bình Chiểu số nhà 49E là cửa hàng của em. Và quay trở lại một con đường bên phải thì hướng đi là từ là miền Tây lên Đồng Nai xuống Sài Gòn ra, thì cái nút giao anh chị tới ngã tư Bình Phước hoặc là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chỉ cách cửa hàng em có 500-700m thì em sẽ tận tình ra đón anh chị. Anh chị cứ tới điểm đó xong anh chị gọi điện thoại cho em nha. Thì có cũ có mới, có rẻ có mắc, bên đây đặc biệt quay thì nhiều, rất là nhiều luôn. Mà chiếc xe đầu tiên em muốn quay đến cho cô chú anh chị mình là chiếc xe quay màu xanh này, tại vì nó nằm ngoài đầu bìa, với lại cái xe này cái giá cả nó hợp lý. Một chiếc quay Alpha màu xanh nhớt anh chị nha. Nói chung chiếc xe này thì ngoại hình của nó thì tương đối đều liền theo năm tháng, mới ken thì không có mới ken. Mình mua xe thì em bán xe thì em nói rất là thật anh chị cô chú mình nha. Dàn áo này thì cũng còn rất là đều, dàn chân cũng còn rất là đều. Con này thì đầu nòng bình xăng đồ cũng còn rinh hết anh chị nha. Máy dù máy móc thì người ta có theo năm tháng người ta có làm lại, nhưng mà đồ nó còn, phục sao phục xếp cũng còn, cặp te cũng còn rất là đẹp anh chị nha. Biển là ở Bình Dương. Chiếc xe này đầu lai em bán cho anh chị mình 11 triệu nha, bớt cho anh chị mình 200 ngàn nữa thôi là 10 triệu 800 ngàn. Đó, 10 triệu 800 ngàn anh chị. Một chiếc quay Alpha lốc trắng anh chị. Cái này là người ta sơn lại lốc đen nha. Đó, cô chú anh chị mình nha. Đó, một chiếc quay Alpha nhà mình có tem này nó biết rồi, tem sau là tem zin anh chị cô chú mình nha. Dằn chân dằn áo liền lạc sạch sẽ, máy nổ em ru. Bình nó hơi yếu, dậm cái chỗ nổ đi rồi anh chị mua em ráp bình khác cho nha. Đó, nói chung là máy móc thì rất là êm, mấy cái dòng quay mình thì nó rất chi là bền, anh chị cũng xài rồi anh chị cũng biết ha, bền rất bền. Và đây kế tiếp thì em có con rim lùng này. Nói chung là cái lô xe này anh chị nào theo dõi em cũng biết rồi, em mua nguyên lô mà. Mấy cái dòng xe cỏ cỏ này thì nó rẻ nè anh chị nè, 9 triệu anh chị, một chiếc rim lùng anh chị. Rim lùng bán giá 9 triệu dành cho cô chú anh chị mình mua về đi làm. Hay là anh chị mình chở hàng gì đó thì tùy. Máy móc rất là êm nha. Gắt chân thì em sẽ bắt lên sau, cái là để em mua lô em chở về trên xe tải em thì em không để gắt chân được. Để chân lại dướng mình chắc không có được. Đó, anh chị cô chú mình nha, biển số 52 thành phố Hồ Chí Minh nha.
xe thì nó liền liền thôi chứ nó không có đẹp lắm, nhưng mà máy móc nó êm. Hai cô chú anh chị mua đi làm về thì nói chung mình ưng thì mình phụ họa thêm chút đỉnh, còn không ưng thì mình để dạy đi chạy đi cày đi bừa cũng được nha. Và tiếp theo nữa thì em quay cho anh chị mình cái con xe ở ngoài này nè, cái giá nó rất là bèo luôn anh chị, con Revo Smart nha anh chị. Nói thiệt với anh chị cô chú mình, xe Trung Quốc giờ người ta bán khoảng 4-5 triệu bạc, nhưng mà con này là con Revo, từng cái câm từng cái niền anh chị thấy có like không like cái gì hết nè, dàn áo còn rinh luôn. Nói chung là xe chắc xe thì nó đều đều, nó cũ cũ theo năm tháng nha. Mình mua đi làm quan trọng là cái máy nó êm, chất lượng nó có để cho mình chạy cho nó ngon, chứ xe Trung Quốc giờ mình chạy thì nó cũng rồng rè, chạy nó cũng rất là không yên tâm cái ruột lắm. Thì anh chị lấy mấy chiếc xe này em để cho anh chị mình giá 5.500.000 nha. Con Revo này nhìn nó cũ cũ nhưng chạy nó rất là chắc đó anh chị của chú mình. Anh chị đã xài qua cái dòng Suzuki Revo này anh chị biết rồi, nó 110 phân khối nha. Đi rất là ngon, vô bận còn zin, chân giò rất sạch sẽ nha anh chị. Giá 5.500.000 đồng. Tiếp theo là một chiếc Jim Thái dọn anh chị, biển số phố cũ người xưa 6367. Con này thì hình thức dọn là dọn lại nguyên con. Những cái xe mà không có gắt giò này thì anh chị của chú mình biết rồi, em mua em sẽ gắp vô nha. Tại vì là những cái lô xe này em chở về cho nên là không để gắt giò được. Con Rim Thái này ngoại hình thì liền lạc sạch sẽ hết từ trong ra ngoài nha anh chị. Giá là 12 triệu đồng. Anh chị của chú mình nói chứ em bán hàng thì nó thật sự như thế này. Ở trên YouTube thì em bán em chỉ nói giá bán thôi. Ví dụ như anh chị nào ở xa tới thì cái lọc của chiếc xe thì em vẫn bớt, người xăng cồ nó khác nhau cho anh chị đi về thì được. Chứ bớt nhiều quá thì em tùy theo mỗi xe. Chứ như mấy cái mẫu này thì em chỉ báo giá bán thôi. Bà con cô chú anh chị mình ai mà mua trúng phù hợp túi tiền mình là mình mua nha. Ví dụ như anh chị đang cần chiếc Rim Thái tầm 12-13 thì anh chị lấy mấy cái mẫu này về anh chị để anh chị chạy. Còn muốn ngon hơn nữa thì mình thêm vô chút đỉnh nữa, chứ Rim Thái mà tầm giá này thì nó không thể nào mà rinh hết được anh chị. Xe ta dọn lại sạch sẽ cho mình là mình chạy là ok rồi nha. 12 triệu đồng. Rồi vào đây 51X4. Anh chị ơi, một chiếc Quay Alpha nha anh chị, mà người ta lên cái bộ áo của Quay ZX đó, cô chú anh chị mình nói sao có dài. Xe này dàn chân dàn áo là rất là đều liền sạch sẽ. Anh chị mua đi làm em để cho anh chị mình 9 triệu thôi nha. Đó. Con này là 9 triệu đồng, anh chị mua đi làm. Máy êm, chất lượng là có anh chị nha. Còn muốn đẹp hơn nữa thì phụ họa thêm giùm em, chứ tại vì là như một chiếc Quay Alpha bình thường như thế này, người ta lên áo ZX nè, ta lên cho mình cái đĩa. Đĩa này là đĩa của Quay 110 nè anh chị ơi. Đó, giá có 9 triệu đồng. Cái đĩa này đĩa xịn nha anh chị, đĩa ring của Quay 110 nè. Đó. Thì cô chú anh chị mua về để đi làm thì ok nha. Và tiếp tục là con gì nữa đây, con số gì ra, con ra gì đây, lại là một mẫu Quay ZX. Con này cũng là một chiếc Alpha lên ZX nha anh chị. Em nói rất rõ cụ thể chi tiết từng chiếc xe. Áo ring, lên áo ring của ZX tem ring luôn. Có thiếu cặp bẩn thì những cái xe cũ mà, xe nào nó thiếu thì về anh chị phụ quà thêm. Hoặc là nhiều anh chị không cần bẩn thì anh chị mua dạy để anh chị chạy đi rụng đi rương gì đó tùy. Con này biển ở thành phố nha. Xe Quay Alpha lên ZX giá em bán là 12 triệu. Anh chị có thiện chí tới cửa hàng em giảm cho chút lọc chút lá nha. Xe rất là liền, lên phuộc luôn chị nha, lên áo lên tem nè. Cô chú anh chị mình thấy chiếc xe này nói chung chiếc Quay Alpha thông thường bây giờ cũng đã nhiều rồi. Nhưng mà cái bộ áo ZX thì nó cũng rất là đẳng cấp, nhìn rất là đẹp ở xe anh chị nha. Con Quay ZX với con Quay Alpha thì nhìn nó cũng y chang nhau. Nếu mà lên thì người không biết thì mình để dạy mình chạy cũng không ai biết. Quay ZX và Quay Alpha tất cả mấy chỗ này người ta lên đĩa hết cho mình luôn nha anh chị. Lên đĩa hết cho mình luôn. Rồi cô chú anh chị mình chốt đơn giùm em nha. 11 năm là em bán. Nhanh gọn lẹ luôn, em nói cái một thì nó nhanh. Còn nếu như anh chị muốn sạch sẽ hơn thì anh chị lấy con này. Tại vì giờ trưa nay em có ship đi về Tân Hưng Long An, là một chiếc Quay ZX giá là 22 triệu là bán về cho anh ở dưới Tân Hưng. Ship đi rồi, chiều nay anh nhận xe. Và đây nhà em cũng còn rất là nhiều cái mẫu Quay ZX này. Em quay trước chiếc ZX đầu tiên cho anh chị coi, dàn áo này rất là đẹp luôn. Dàn áo dàn chân là rất là ok anh chị, xe sạch sẽ khô ráo hết, máy móc là thì thầm mùi sân nha, máy bảo hành cho 1 năm. Cái dòng ZX thì rất là bền. Con này thì anh chị cô chú mình coi đầu nè, đầu rất là đẹp luôn anh chị cô chú mình ơi. Rất là đẹp, khô ráo, không có nhớt nhau gì hết. Thứ nhất và thứ hai, dàn áo đẹp, dàn chân liên lạc đẹp hết anh chị nha. Anh chị thấy cái xe này thì nó cũng không lai gì hết anh chị cô chú mình. Cái phục sau thì người ta lên cái phục của Quay S110 cho nó cứng, tay nó bự hơn nha. Còn biển số là ở Sài Gòn. Con này em chốt giá bà con mình chỉ có 16 năm thôi. Cô chú hay là anh chị muốn tặng một con ZX mà tầm trung nha. Tầm trung thì mình lấy con này liền nha bà con mình. Quay bô ring nè, rồi gấp ring còn tem luôn anh chị. Bán hàng là nói chính xác, không bao giờ em nói sai đâu anh chị yên tâm. ZX là ZX mà Alpha lên là Alpha lên, không bao giờ nói bậy.
niềng UC, niềng ring à. Rồi máy nổ là em bao thì thầm luôn kiểu nha. 16.500 cành. Và kế tiếp đây nữa thì bữa trước có mấy con nail mà bán cũng hết rồi. Em mới về được chiếc nail màu xanh. Nail màu xanh này thì tắt chắc xe là rất là đều nha anh chị. Không có gọi là mới ken nhưng mà chắc xe nó đều. Cái xe nail này đầu người ta rớt cạo khói rất rất đẹp nha. Đầu rớt cạo khói, nồi chưa làm, máy giữa chưa có chẻ, chưa có làm gì hết, chỉ có rớt cái đầu cạo khói nè. Anh chị của chú nào mua chiếc xe này về khỏi phải tốn tiền nha. Hơi hám là rất là ok luôn. Xe tay cầm tay thắng là tay cầm đồ ring theo xe nè. À, full chờ nail kim anh chị nha. Biển số ở Đồng Nai, xe liền lạc đều liền theo năm tháng, giá em chốt là 18.500.000. Biển số Đồng Nai 99691. Xe chưa rửa luôn anh chị ạ. À. Nó thiệt nó mua bán thì có sao nói vậy thôi chứ không có gì giấu giếm hết. Đây, anh chị cô chú mình kiểm tra giùm em nha. Từng cái căm cái niềng cũng còn rất là đẹp nè. Bô bận của nó cũng còn rất đẹp, lẫn dơ nè. Anh chị thấy dơ kinh khủng không? Mình rửa ra mới sạch được. Mình chiếc này em chốt cho anh chị cái nồi còn zin luôn nha. Rồi 18.500 cành. Và đây. Tiếp theo là con quay Thái 110 anh chị cô chú mình ơi. Đúng Thái 110 nha, xe liền lạc hết từ trong ra ngoài. Con này thì anh chị ơi giá rất bình dân để cho anh chị của chú mình mua về dọn xe thử thích, hoặc là mình để về mình chạy cái máy nó nhẹ kinh khủng. Đúng là quay Thái 110 là anh chị chạy nó sướng lắm, rất rất là nhẹ luôn anh chị nha. Đầu nòng ET nè, bình xăng 110 cũng còn nguyên ring nè, liền lạc hết, bô nè, bô ring luôn anh chị nè, đó, dàn áo tem ring, cái cản thì người ta đi cản inox nè anh chị. Con này em chốt giá là 16.500.000, em bớt cho anh chị mình nhiêu được ta, bớt 500 đi là còn 16 triệu nha anh chị. Quay Thái 110 thì cái giá này thì tất nhiên nó không thể nào mà gặp chiếc xe mà theo ý mình được, thì cũng mong là anh chị có thể về tu bổ thêm hoặc là mình để và mình chạy nếu như mình đam mê một vòng quay thì mua để vô đồ từ từ cũng được ha. Máy móc thì em bao hết em rung. Rồi và con này là con gì đây, để em coi cái biển số lên anh chị nha. 345678 lộn ngược. Rồi quay ZX rất là đều, con này là ring nguyên con nè anh chị, từ dàn áo tới dàn chân tới câm tới niềng nguyên ring nè, trên một chiếc quay ZX biển số 60 Đồng Nai, xe biển số 345678, mã lộn bình lộn ngược là anh chị nha. Nếu mà nó suôn sẻ chắc cái xe này mấy trăm triệu á. Máy ốc đầu cũng còn anh chị nè. Đó, đúng quay ZX ring nha anh chị, màu đỏ đen, xe liền hết từ trong ra ngoài. Đó, câm niềng cuộn phèo còn rất là đẹp. Máy móc thì ví dụ lâu ngày thì người ta rớt đầu xoáy xúc bắp lại cho nó ngâu, hơi hám nó mạnh cho mình chạy. Chứ còn mấy cái dòng này em bán là em đã bảo hành tới 1 năm và em bao đồ riêng cho anh chị thì anh chị cứ yên tâm, xài thoải mái, chạy đâu cũng được hết. Giá con này là em chốt là 19 triệu anh chị nha. Bớt cho anh chị bao nhiêu ta? 500 đi ha. Là còn 18 năm. Cái tại vì là anh chị biết rồi, cái dòng ZX thì ở đây em bán rất là vô giá. Có nhiều chiếc em bán tới hai mấy triệu. Có nhiều chiếc em bán tới 14, 15 cũng có. Và như con màu tím bữa trước á, 18.500 xe dọn lại mà đẹp, rất đẹp luôn, khách người ta chốt không kịp anh chị nha. Tiếp theo là quay Thái nè, biển ở Đồng Nai, quay Thái 100 nha anh chị. Xe liền lạc đều đồ từ trong ra ngoài, gắt chân dài nè. Quay Thái 100. Anh chị cô chú mình ơi, liền lạc hết nha. 200 giá bình dân nha, giá như anh pha luôn, đầu nòng ET nè anh chị. À, xe liền từ trong ra ngoài. À, xe này không có lai đồ gì nè, xe này cái bô quay A, bô quay alpha này, bô quay alpha lốc đen. Nó cái alpha lốc đen với bô quay Thái 200 này nhìn y chang nhau luôn, nó chỉ khác nhau xíu. Còn cái hình thức của cái bô nó giống nhau. Con này thì em chốt giá cho anh chị là 15 triệu nha. 15 triệu đồng. Quay Thái 100. Anh chị ơi, một con quay alpha bình thường thôi, bây giờ nó đã giá bao nhiêu rồi? Còn xe này là một chiếc quay Thái nha anh chị. Chiếc quay Thái mà giá này rất là bèo luôn. Máy móc là chạy rất là đã. Ví dụ như anh chị của chú mình mua về, ví dụ như ân cái bẩn thì mình vô bẩn. Còn em thấy mấy thường cái dòng quay này cũng có nhiều anh chị không có xài bẩn, ân để trống trống vậy chạy đó. Thì con này em bán giá 15 triệu anh chị nha. Quay Thái 100. Tiếp theo là con này là Alpha, mà người ta lên áo ZX. Nhưng chiếc xe này là cái chất xe nó đẹp và đồ xe nó rất là liền xe, niềng cũng còn ring luôn. Thì chiếc Alpha với chiếc X thì nó cũng như một thôi, nhưng mà người ta thích chiếc X thì người ta lên đúng màu đàng hoàng cho anh chị của chú mình. Xe này không có lai đồ luôn anh chị nè. Đó, từng cái đầu nòng bình xăng rồi đến cái bô cái bọng
gắt chân rồi không có lai đồ nha, xe gấp ghiếc còn tem đầy đủ luôn. Con Alpha này thì nó thiệt bà con mình, nó ngang bằng tiền ZX đó, đó. Nó ngang bằng tiền quay Thái đó, chứ xin lỗi anh chị nha. Thì cái con này nó đều xe, chắc xe thì mỗi chiếc là mỗi khác. Em bán con này 15 triệu thì anh chị cũng thấy rồi, ở ngoài kia có xe lên bán 11 mấy cũng có đó, nó cũng nhiều rồi, 9 triệu cũng có, Alpha nó cũng vô giá vô kể mà. Nhưng con này thì cái tướng tắc nó đẹp hơn, chắc xe máy nó dữ dàng, giá của nó là 15 triệu đồng. Rồi, cấp 78 dành cho học sinh, sinh viên hay là cô chú anh chị mua đi chợ đi búa nè. Không cần bằng lái nha. Xe Nhật ngày xưa của mình thì nó rất là bền đồ anh chị nha. Con này thì em chốt cho bà con mình là giá nhiều trước bán quay nhiều quay nó có tiêu ta. Rồi, giá của chiếc này thì 9 tỏi anh chị nha. Một chiếc cấp 78. Xe liền lặng, đèn còi, xi nhan đầy đủ không thiếu món nào. À, mấy cái dòng này thì anh chị biết rồi, nó có giá này nó lên chứ bây giờ nó rẻ quá thì chạy không được anh chị ơi. DD màu đỏ tươi nè, xe liền lạc máy em 11 tỏi nè anh chị. Gắt chân gắt đồ thì anh chị mua em gắn lên cho, tại vì là em lấy lô về em chưa kịp gắn lên nha. DD biển số là ở Đồng Nai. Giá là 11 triệu đồng, xe liền, rất đều xe nghe, máy rất êm luôn. Đây cô chú anh chị mình coi nè, xe nè. Đều liền theo năm tháng hết từ trong ra ngoài. Ở bên này em có siêu phẩm cho anh chị của chú mình đây nè. Su Viva Thái anh chị. Giá chỉ có 10 triệu đồng nè. Su Viva Thái, cái anh này anh dọn cái xe này rất là nhiều tiền. Tại vì anh kêu là hồi trước tôi mua thì tôi vô đồ rất là nhiều luôn. Tôi sơn, tôi dặm, tôi tút hết lại. Xong cái ổ khóa trước này cũng vô hết mấy trăm ngàn nè. Một chiếc xe Su Viva cánh bướm lớn nha. Xe Thái nha anh chị, sườn máy TH nha. Đúng xe Thái, bao cho bà con mình luôn. Con này em bán giá 10 triệu, biển số ở Kiên Giang. Đó, 10 triệu đồng, máy em ru và rù luôn. Su Viva. Có mấy cái dòng này em bán em rất là thích anh chị. Tại vì cái con Su Viva mình cái máy nó nổ cũng rất là ngon, chạy nó rất là đầm xe anh chị nha. Cho nên là cũng nhiều cô chú anh chị mình cũng ưng cái dòng Viva lắm. Máy nó rất là chắc chắn, anh nổ máy anh chị nghe thử nha. Máy rất là chắc nha. Rồi em chốt giá là 10 triệu đồng tại cửa hàng. Tiếp theo là con cúp 86 anh chị, kim vàng dọc lệ nè. Xe này đồ ring còn rất nhiều, thế này em báo luôn anh chị ơi, thì cái dòng cúp thì anh chị biết rồi, nó ăn thua cái chỗ là đồ nó còn nhiều hay là không. Bữa tay thắng tay đèn nè, còn ring nè anh chị nè. Rồi cái inox đèn trước cũng còn ring, về ring luôn nè anh chị nè, về bẻ đâu cũng được hết. Rồi ba ga sau ring, phuộc ring, xe liền lạc máy móc rất êm lên chị, mình sườn đẹp anh chị nha. Đó, biển ở Bình Dương. Con này em chốt giá là 10 triệu đồng tại cửa hàng, xe này em không bớt được anh chị ơi. Cái tại vì là cái tính em bán hàng xưa giờ vậy, em bán hàng là em nó cái một, cái tính em là em thích như vậy, một phát một được anh chị của chú nào mua là anh chị mình đến nhau thôi. Chứ còn mình nói vòng vòng dèo dèo nó cũng vậy thôi, ví dụ mình nói là 11, 12 triệu thì nó cũng đâu vào đó em thấy vậy. Mình muốn bán bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu đó cho nó dễ. Anh chị nào mà cảm thấy ưng ý, trúng ý anh chị thấy ưng cái xe, anh chị chốt thôi, thấy không? Mua bán thì nói bán YouTube thì anh không có nói thấp đâu anh chị. Super rim bao đồ rim cho anh chị mình nguyên con này đây. Đó, mình sườn bấm điện còn nguyên rim nha, chắc chân lại mở ra anh trở về chuẩn bị em chiều nay em cho lính nó ráp hết mấy các giò vô cho anh chị của chú mình nha. Đó, đồ ring nguyên thủy luôn và dây điện chưa mở, chỉ có là thiếu cái bẩn thì anh chị của chú nào về ân thì vô cái bẩn. Còn thường thường những chiếc rim thì em thấy nhiều của chú anh cũng không ân đi bẩn, anh chị ân để dài chạy thì tùy mẫu khách hàng của mình thôi. Bấm điện mình sườn là còn nguyên rim nè, bô bọng còn nguyên rim, không lai cái gì hết nha. Đầu nòng bình xăng đồ còn hết nha anh chị của chú mình. Đầu nồi thì người ta làm rồi, máy giữa cái này còn nè. Đó, con này máy giữa đẹp ghê, xe máy móc rất êm nha, nước sơn zin 100%. Giá là 16.500.000 đồng, tay thắng tay cầm zin luôn anh chị này. Đó, riêng hết nè, 16.500.000 đồng con Super Dream anh chị, đời 2004. Và bây giờ mình qua phía bên này nha, cũng còn rất là nhiều xe. Phía bên này thì anh chị nói thiệt bên chị của chú mình như thế này luôn. Anh chị nghĩ đây, một chiếc Future X nha, bánh mâm thắng đĩa. Bánh mâm thắng đĩa, xe là đầu ống hơi liền lạc FI xăng điện tử, đời 2000 mấy đây, 2010, 2011 gì đó. Biển số 47, xe màu đỏ đen, rất là liền, rất là đều xe FI. À, con Phu Chỉ này thì nó theo năm tháng thì anh chị biết rồi, đầu nồi thì người ta làm lại nha.
em báo rất kỹ anh chị mình luôn đó. Còn máy móc là em bảo hành cho anh chị tới 1 năm, máy là bao em bảo hành 1 năm cho anh chị xài giá rất là bình dân, em để cho anh chị mình 25 triệu đồng, có ngay một khu giấy bánh mâm. Cái bộ mâm của Future X mình á, hiện nay là anh chị, nếu như anh chị đi mua ở phụ tùng là 7,5 triệu đến 7,7 triệu một bộ mâm, đặt hàng 1 tháng mới có anh chị nha. Đó, cái mẫu này này, bộ mâm nó không là 7 triệu mấy, anh chị không tin là anh chị cứ hỏi là anh chị biết liền. Nhưng mà giá ở đây em bán thì cũng bình dân thôi, em bán chỉ cho 25 triệu đồng cho anh chị mình chốt đơn nhỏ nhanh nha. RSX cá lau kiến nè, con này máy có làm xe bánh mâm ring, dàn áo ring, giá em chốt 10,5. Anh chị ơi, nhiều anh chị vô bình luận kêu là xe của em bán hơi bị cao, thì em cũng nói với anh chị thế này, có nhiều anh chị hiểu thì anh chị mua rất là dễ, còn nhiều anh chị nó cao hay là thấp thì anh chị ơi, chất lượng nó nằm ở cái hình thức của chiếc xe, rồi cái bộ phận của chiếc xe, cái máy móc của chiếc xe, chứ nó không phải nằm ở hình thức mà người ta dọn mới chát cái mà người ta bán thì cái máy nó đã nhão lắm rồi anh chị. Đó, có nhiều người ta dọn hình thức để bán chứ không phải là để xài, cho nên là chiếc xe nó không được hoàn thiện đâu anh chị ơi. Em mua xe thì em mua bằng con mắt nhìn và em mua bằng cái chất lượng riêng của nó thôi, chứ em không có mua bằng đẹp, cái đồ đẹp. Đẹp thì thêm mẫu cái cho anh chị, đâu phải cái nào cũng giống nhau đâu. Như con này bánh mâm thắng địa xe liền hết biển Sài Gòn, giá 10,5 triệu đồng, anh chị xài chán chị bán lại cũng được 8 triệu đồng. Giờ dòng này thì nó cũng hết chỗ lỗ rồi. Mắt con quay mình thì rất chi là bền, máy móc bảo hành 1 năm anh chị nha. Tiếp theo là rim Thái nè, biển ở thành phố Hồ Chí Minh 1055, giá em bán này là 14,5 triệu. Rim Thái nha anh chị, xe liền đều xe theo năm tháng, chứ biểu rim hết thì không bao giờ có. Đó. Anh chị thấy không, em bán hàng thì từ 12 triệu lên có rim Thái, đến 40-50 triệu vẫn có một rim Thái, đó là giá trung bình bình dân ở hiện nay. Chứ mình không bán là nó hàng sau 70 cho anh chị, em bán hàng trung là nhiều, 14,500,000 đồng anh chị nha. Nếu như anh chị mình thiện chỉ mua những dòng xe lớn tiền thì em bớt cho anh chị vài trăm ngàn lọc lá thôi, thật là em bao ship cho anh chị cô chú mình thôi chứ cũng không có lời nhiều đâu. Đầu nòng ET vẫn còn nè anh chị nè. Mấy chiếc rim Thái này chỉ là lắp liếc, nó phải theo thời gian nó phải nổ hết, chứ không có chiếc nào mà biểu nó còn nguyên vẹn, xe 10 mấy triệu không thể nào còn nguyên vẹn được đâu. Quay RS con này là dàn áo nó hơi súng màu hơn trước này, nhưng cái dàn chân rất là đẹp, em kết cái xe này với dàn chân nó quá chỉ là ok và nó không lai đồ cái gì hết luôn anh chị ơi. Dàn chân nước sơn, dàn đồ bạc riêng nguyên thủy nha. Áo thì ví dụ như chỗ nào mà nó hơi bị cũ thì về mình dặm tút thêm giùm em cái, chứ tại vì là mua bán thì có sao nói dài. Biển ở thành phố Hồ Chí Minh 3993 nè anh chị, có cái dàn chân riêng của nó từ ngày xưa giờ, chỉ có nước sơn riêng nó có màu đẹp như thế này thôi, còn nước sơn mà sơn lại rồi thì theo thời gian nó không bao giờ nó ngã được cái màu như thế này. Cam niền Gucci bao riêng hết toàn bộ nha, giá em bán 10,5 triệu. Con này là anh chị coi cái dàn chân nó giùm em cái nha, quá đẹp. Sườn là không có bị mọc bị miết một chỗ nào luôn anh chị, sườn còn xanh dờn luôn, rất đẹp nha anh chị. 10,500,000. Máy móc bảo hành 1 năm anh chị cô chú mình nè. Con này là con quay A24 nha anh chị, biển Thủ Đức, xe bao riêng toàn bộ cho anh chị mình. Xe này chỉ có dặm sơ là cặp lốc anh chị, đầu chưa rớt nè. Cặp lốc thì anh chị cũng biết rồi, tại vì cái dòng Alpha mà nó theo thời gian, cái dòng này anh chị không xài nữa nó vẫn nổ nha. Đó, tại vì là nước sơn nó rất là mỏng, chứ đừng nói cho anh chị xài, tại vì nhà bạn em biết mà, để lại mấy chiếc xe này với mấy chiếc AB đầu bò anh chị để nhưng mà nó vẫn xài, nó vẫn bị nổ, tại vì là cái chất xe đã như thế rồi. Em bao riêng nguyên thủy cho anh chị mình trên con quay Alpha quay A2014 nha, máy 100, từng cái câm cái niền vẫn còn riêng, trên xe không lai cái gì hết, và giá em chốt cho anh chị tại cửa hàng ngày hôm nay 13 thôi, bữa trước chốt 13 năm, thì hôm nay giảm cho bà con mình 500,000 là còn 13 triệu tròn. Em bao giá này rất hợp lý cho anh chị xài bảo hành tới 1 năm anh chị nha. Future mập bánh mâm thắng đĩa, máy nói chung mà có làm nhưng mà máy rất êm. Con này thì vừa bán cả rẻ, bán 13 triệu được không? Tại vì cái xe Future mập mà bây giờ giá này thì rẻ lắm rồi chứ anh chị. Biển Sài Gòn, Future mập thì anh chị biết rồi, nó bằng tiền con quay thì giá rất là bình dân, xe bánh mâm luôn anh chị nha. Rồi em chốt cho bà con 13 triệu đồng. Anh chị của chú nào mà yêu mến dòng nào thì mình alo cho em cả nha. Để chốt những cái xe bên cửa hàng của em thì nói chung là mình bán hàng thì nói giá bán thật tình thôi. Màu mè em còn rất đẹp, nước sơn zin 100%, xe không sơn dặm bắn thuốc điểm nào hết nha anh chị. Tiếp theo là rời với cá lau kiến nè. Con này dàn áo á, thì anh chị biết sao rồi, người ta dán keo nguyên con nhưng mà ở phía đầu này lọt, nó lâu ngày nó keo nó cũng chết rồi. Cái dàn áo thì bây giờ nó cũng tạm tạm, chỗ này nó có bị lồng một cái lỗ nhỏ nhỏ thì mua bán có sao nói vậy. Còn ngoài ra là zin nguyên con hết, không lai cái gì nữa hết nha. Nếu như anh chị nhận cái xe về, anh chị cây Diệu ơi, cái xe này em nói không like cái gì nhưng mà nó like cái nào đó, em tặng xe cho anh chị mình làm kỷ niệm luôn. Đó, vì em mua bán hàng em đã chắc chắn với anh chị một điều như thế luôn. Bẩn thì còn rất là đẹp, bẩn chỗ này lọt keo được, em thấy cái gì thấy bẩn còn rất đẹp. Màu xám của nó còn rất là đẹp luôn. Xe này thì em bao đồ ring hết và em bảo hành máy 1 năm,
giá em chốt cho anh chị 10.500.000, đầu nồi chưa rớt nha, máy zin nguyên thủy, biển số là ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nãy cái con màu xanh đó em cũng chốt 10.500.000, máy có làm rồi, thì màu xanh đó là bánh mâm, nó có giá hơn chút. Còn con này bánh căm thì nó cũng tùy theo mỗi người xài nha anh chị, thắng đĩa đằng qua 10.500.000. Đến với cửa hàng em lấy nha anh chị, còn ship đi thì phụ quậy giùm em chút xíu được không đó. Áo rinh luôn, chân gần chân là bao đẹp cho bà con mình luôn nè, lóc liếc là rất là ok. Xe Sài Gòn mình thì rất là sạch sẽ khô ráo anh chị nha. Super Dream đời 2000 máy Thái, đầu máy ET nha anh chị, mình sườn nguyên rinh, bấm điện mình sườn là còn nguyên rinh nè. Dàn chân này lúc trước em bán cho anh khách ở dưới Vĩnh Long anh xài cho nên có sơn dàn chân lại dặm lại rất là đẹp luôn. Nếu như mà anh chị của chú nào mua được cái xe này về chỉ có chạy thôi, máy móc của nó là cực kỳ ngon luôn. Anh này qua là anh dọn anh cũng hết mớ tiền, nó kẹt tiền của anh bán lại thôi. Anh chị coi lóc, người ta sơn dặm rất đẹp chứ không phải là tróc nhảy đầy nhe tùm lum hay là nước chảy tùm lum, có con này bao đẹp. Tay thắng nó rất là nhạy luôn chị nè, đồ Nhật mình em biết rồi. Con này em bán giá là 16.500.000, Super Rim xe rất là thẳng luôn chị, mua về là chỉ có chạy. Full chữ X màu xám đen anh chị nè, đồ rinh nguyên con, đầu thì có làm đầu rồi, mua bán nó thẳng và con mình chú mình luôn. Phục trước và má đầm có giảm lại, rinh hết nha anh chị, rinh hết, đầu thì người ta rút đầu ra xây xúc bắp làm hơi lại rồi. Cô chú anh chị mình ơi, còn cái full X thì anh chị biết rồi, máy nó rất là bền, rất là chắc, bảo hành máy 1 năm, chạy mà nói dịu ơi, lên cửa hàng chạy thử xe rồi đã mua anh chị, gia yên còn đi theo xe luôn, lên em đo test thử đã rồi chứ mua. Biển ở Long An em chốt giá 21.000.000 anh chị, em nói tiền quá chị của chú mình luôn, mình bỏ ra 21.000.000 mình lấy con full chữ X đi rất là xứng đáng anh chị, dàn áo rất đẹp nha, liên lạc sạch sẽ từ trong ra ngoài, bằng tiền qua Alpha, sau này anh chị xài chán đi, anh chị bán lại nó cũng không có lỗ bao nhiêu ha. Trời ơi, cũng còn quá trời xe anh chị ơi. Bây giờ lên sóng cho cô chú anh chị mình dòng phương 1 ha, màu ghi, xe đồ rinh hết không lai gì hết. Xe này thì hình thức là người ta có dọn một lần rồi cho nên là xe liền lạc theo 5 tháng hết rồi anh chị nè, tại vì là nếu như anh chị muốn mua xe rinh chưa dọn thì một lát ở trong nhà em có một chiếc chỉ có 13 máy thôi nha. Con này là người ta đã dọn lại sạch sẽ cho anh chị của chú mình từ trong ra ngoài, bây giờ nó mới chẳng nhàn trang, đầu máy ET máy Thái biển Sài Gòn nha, giá là 14.800.000. Em bán xe thì em cũng nói thật với anh chị mình, không phải là rẻ nhưng không phải là mắc, nằm ở giá ở thị trường hợp lý, tại vì mình bán mình bảo hành tới 1 năm chứ không phải 1 ngày hay 1 tháng. Thứ nhất, và thứ hai cái chất lượng xe nó phải có chứ, bây giờ bán nhiều khi anh chị của chú mình nghĩ cái xe một cũng phu chờ nó cũng y chang nhau, nhiều chiếc có 10.000.000 mà nhiều chiếc tới 15-20.000.000 cũng tùy theo mỗi chiếc. Mình nhiều khi mình đánh giá một người bán hàng cái anh bán mắc bán rẻ thì bán hàng không ai muốn bán mà để người ta nói mình mắc hay là rẻ, nhưng mà anh chị cũng thấy hợp ý anh chị thì anh chị mua thôi. Còn em vậy, em mua xe em vậy, em thích lại mua thôi, còn lời lỗ em cũng chưa biết được đó. Con này thì em chốt giá 14.800.000 anh chị nha. Anh chị nào quý mến em Diều Nguyễn chia sẻ với con này, nước sơn rất là đẹp luôn, chắc như nước cắt, cầm niền cô xây toàn bộ, xe không lai đồ mà em báo rồi nha. 79 Khánh Hòa, xe rim lùn anh chị ơi, giờ mà kiếm được con rim lùn mà nó còn đẹp như thế này thì nó cũng hơi bị căng rồi nha. Cái mình sườn nước sơn, cái tem của nó vẫn còn luôn anh chị của chú mình nè. Xe rim lùn này thì người ta vô cặp lốc của Super Rim anh chị. Rim lùn thì anh chị cũng không biết rồi, nó lốc xám với lại lốc đen thôi chứ nó không có lốc trắng, nhưng mà cái lốc này là người ta vô lốc của Super Rim đời đầu á, lốc nó đẹp lắm. Tại vì là mỗi người là mỗi sở thích mà anh chị của chú mình ha. Máy nổ rất là êm luôn, tay cầm, tay thắng, tay đèn đồ rinh hết nè. Rồi mở cái yên cho anh chị coi nè. Quan trọng cái chất xe này, nhìn cái nước sơn nó đã quá. Đây anh chị kiểm tra cùng em cái này, tem nó vẫn còn nguyên rinh hết như thế này nha. Chỗ này người ta có dán keo hết nè anh chị nè, để giữ cái mấy cái cục gù này cho nó đậy xuống, nó khỏi bị hư cái xe mình nè. Đây nè, mấy cục gù nó đậy xuống đây nha. Thì cái chất xe này thì giá nó là 14.800.000, tùy theo mẫu rim lùn. Chứ con rim lùn đầu lai hồi nãy em bán có 9.000.000 đó anh chị thấy không? Tiền nào của nãy giá nào cũng có, mà tiền nào cũng có hết. Nó tùy theo mẫu cái túi tiền phù hợp với mình. Con này thì chạy rất là ngon luôn chị nha. Nước sơn zin hết anh chị thấy, từ trong ra ngoài vẫn còn zin luôn. Rất đẹp. City thùng anh chị, 17 đầu. Con này lên chạy cái như máy bay luôn. Tại vì cái City thùng thì anh chị biết rồi, hầu như em thấy chạy 10 con thì nó không phải ngon hết được 8-9 con. Cái City thùng là cái hồi đó là cái hàng thùng về, hàng nhập về chứ không phải là City dầu gà hay là City Shivahado đời sau này thì mình không nói. Con này là 17 đầu, em bao cho anh chị mình đúng xe nhập thùng về luôn.
Đó, thứ nhất và thứ hai nữa là cái máy nó rất là ngon. Nhìn cái xe thì nó cũ cũ kỹ kỹ, xe này bánh mâm, xe này về chở hàng. Thường thường là khách người ta hay mua mấy dòng này về để chở hàng, bởi vì City là gen nó gen lớn đi, rất tải rất là ngon. Cái trọng lượng chở hàng nó cũng rất là ok. Gen nó là gen bự mà. Rồi anh chị cô chú mình nha, chốt giá là 9 triệu 500 ngàn đồng là giá một, không bán nữa, không bớt nữa anh chị nha. Đó. 9 triệu rưỡi City thùng lên chạy thử xe là anh chị mua được liền luôn, rất là ngon. Đầu nè, đầu City vẫn còn nòng sắt nguyên zin của nó nè. Còn mình sườn thì anh chị mua về, anh chị ân chở hàng thì rất là đơn giản, anh chị vô baga chở hàng thôi. Yên chị mua cái yên rời ra đây nha. 9 triệu rưỡi con City thùng chở hàng là bao giá hợp lý cho bà con mình biển ở miền Tây. 52L5 1359, đây là con rim Thái 50 đầu anh chị. 50 đầu là hàng nhập thùng về luôn. Con rim Thái thì nó cũng rất là hay. Nó cũng như con City anh chị, nó có đời nhập về mà có đời là ráp hàng ba cục chứ đâu phải là đời nào nó cũng là hàng nhập đâu anh chị. 50 đầu đúng hàng thùng về cho anh chị con rim Thái này thì đồ của nó là câm niềng oxy. Còn ngoài ra đồ riêng nó ngồi rất nhiều, lóc nồi cạc te vẫn biết cũng còn rất là đều xe liền xe thôi. Chứ cái dòng này mà nó cũng có không bao nhiêu tiền. Nếu như cái hàng này thì người ta kêu là hàng tầm trung thôi anh chị, bô vẫn còn rinh nè. Em bán 18 triệu 500, xe một đời chủ đi, ngay chủ bao ký giấy cho anh chị mình luôn. Bây giờ kiếm ăn phim Thái mà ký giấy được là rất rất là khó nha. Câm này, câm zin của xe theo ngày theo năm tháng nó xanh dần nè, đầm rinh của nó luôn. Chỉ có niền thì lâu ngày người ta thay niền của si, niền của Subarim rồi đó anh chị. Niền Nhật mình đó nha, chứ không phải niền Tàu đâu anh chị yên tâm. Hình thức của chiếc xe thì máy móc rất là êm, ngay chủ bao ký giấy cho anh chị mình nha. Mấy cái nút đề nút đồ cũng rinh hết anh chị nè, nút xi nhanh rồi vẫn còn rinh luôn anh chị nha. Thì cái chất xe mà nói anh chị mình nè, con rim Thái thì tại sao nó có 12 triệu cũng có con, mà đến 18, 20 đến 40 triệu nó cũng có một con rim, thì nó mỗi chiếc là mỗi khác hết bà con mình ha. Máy móc là em bao em luôn, chạy rất là ngon. Usala Arcelo hàng Suki 125 xe 2 đĩa anh chị nè. Con này đời rất cao 2016, tại vì em mến xe này chỗ là đời cao sáng còn rất là đẹp luôn. À, ví dụ tài tài nhẹ nhẹ thì xe cũ không có chiếc nào đánh khỏi này, còn nguyên ngồi ra là nguyên zin hết nha anh chị. Đầu nồi chưa mở này, xe từ trong ra ngoài là từng cái đất từng cái vẫn còn hết đầy đủ nha anh chị. Biển ở miền Tây 83 Sóc Trăng. Thì con Arcelo thường thường anh chị mua trúng cái đời tầm 2012 đến 2013, đó là dòng mẫu Arcelo ra đầu tiên. Thì cái dòng mẫu Arcelo thì nó chỉ ra một đợt thôi. Thì hàng Arcelo thì em bán em nói thẳng với giá của anh chị luôn, 8-9 triệu cũng có một Arcelo, nhưng con này là 10 triệu 500 ngàn. Còn anh chị muốn mua hàng 8 triệu hoặc là 7 triệu rưỡi nó vẫn có Arcelo, nhưng mà nó không có được đẹp lắm nha. Cái da yên này là da yên zin theo xe, nhưng mà cái đường đen bên này thì nó bị rách, thì anh chị có thể phù em sẽ làm lại cho anh chị của chú mình nếu như anh chị mình muốn mua. Tại vì cái da này là da zin của xe hồi đó giờ, cho nên em muốn để lại cho nó có kỷ niệm nè. Rồi anh chị nào muốn mua thì muốn thích thì mình bọc thêm một cái da nữa nha, bọc thêm một cái da đè lên cái da zin này luôn để mình giữ da zin lại cũng được, hoặc là mình thay mới luôn cũng được, thì cái da yên nó cũng không quan trọng. Nhưng mà mình bán hàng thì mình nói thật lòng như vậy. Giá 10 triệu 500, tiền nào của nấy anh chị ạ. Arcelo rất đẹp nha anh chị. Đời nó cao, nó tới 26 lần chứ không phải là đời thấp nha. Rim lùng béo đời 99 nè. Hàng nhập thùng về đây là cũng con này đây. Bởi vì những cái dòng xe nhập như thế này anh chị đi, chất lượng nó có nha. Xe này này ngoại hình xe không có đẹp lắm, đều liền theo năm tháng thôi. Bẩn nó có sức miếng đây này, tại vì như thế này em bán mấy hàng này thì về để cho anh chị cô chú mình chở hàng đi làm công trình, đi cày, đi ruộng, đi nương thì nó ngon. Chứ biểu đi uống cà phê, đi chơi với cái chiếc xe này thì nó không có đẹp. Tại vì cái giá nó chỉ nằm có giá chỉ có 12 năm thôi. Còn anh chị muốn đẹp thì tầm gần 20 đến 20 mấy triệu nó mới có hàng rim lùng chính chính đẹp, đó là có thật. Miễn là cái máy nó ngon này, xe này bô rim còn luôn. Tốt đèn cũng còn, dàn chân thì người ta có sơn dặm cho sạch sạch lại rồi, mình về mình khỏi phải làm chứ anh chị. Nói chứ mình mua xe cũ mà. Nhiều khi mình về mình chữa hàng chữa hóa gì đó, mình lấy rim luồn đời 99 thì chạy rất là bền nha anh chị. Giá 12 triệu 500 canh. Mấy cái xe này dù Nguyễn đã nhận cọc hết rồi anh chị nè ha. Winner X trời ơi, mua mới gần 40 triệu đồng. Bây giờ xe cũ em bán cho anh chị mình 20 triệu 500 ngàn, bao rẻ luôn. Xe rất lướt luôn, hai kiến hậu rinh, nước sơn rinh 100%, tem năng lượng rinh, bánh trước chưa mở đó, vỏ rinh theo xe, dày cui luôn. Rồi coi nhiêu km rồi nha. Bao không tua nha, tua tặng xe làm kỷ niệm với khách hàng mình luôn, không bao giờ nó dốc, không bao giờ nó bậy. 21.573 cây số nha. Em bán hàng thì em nói thật với anh chị luôn, chứ không có phải là về tua cái Romex lại để giới thiệu, để quảng cáo, không có. Biển Bến Tre, xe ngay chủ nha, vỏ lốp riêng theo xe, xe đi đúng chắc là 21.000 cây. Anh chị ơi, bánh trước chưa mở nha, giá của nó là 20.500.000 đồng. Thì anh chị thấy giá có hợp lý hay không? Tại vì như thế này, anh chị bỏ số tiền ra ba mấy gần 40 triệu đồng anh chị mua á, anh chị bán nó lỗ nhiều.
Chứ anh chị mua chiếc xe này bây giờ nó đâu có lỗ như nữa, đời 2021 xe mình mua rẻ hơn gần nửa tiền rồi, bây giờ mình chạy sau này mình không thích bán, mình đi có 5-6 năm sau mình bán lại cũng được 15 triệu chứ đừng nói chi. Còn mình chạy ít nữa thì mình bán lại cũng được 18-19 triệu, đó là tùy theo mỗi cái giá trị thị trường hàng ngày. Còn Winner X này thì anh bao cho chị rất là lướt luôn nha. Xe còn đẹp phải 9-10 so với xe mới anh chị, quá mới luôn. AB đầu bò, con này là riêng nguyên thủy luôn anh chị. Anh chị ơi, các anh chị có tin là cái con AB đầu bò này em bán 12 triệu nha, mà con này em bán chỉ có 12.8 không chị? Anh chị thấy có khác tại vì như thế này, cái con AB cái bên là mẫu mắt cú, con này là mẫu đầu bò, nhưng mà mỗi chiếc xe thì nó có một cái chất riêng. Chứ con AB đầu bò gì rồi em bán 7,5 triệu cũng có một con, bán xấu lắm. Còn con này là kiến riêng nè, tay cầm tay thắng, nước sơn riêng, đèn tất cả riêng 100%. Em đã nói bên chị riêng 100% là anh chị của chúng mình cũng hiểu rồi, có nghĩa là nó không lai một cái gì hết, chìa khóa mập vẫn còn nguyên riêng, bấm tìm xe vẫn còn, và cái chỗ này là cái chỗ đèn chiếu sáng khi cắm chìa khóa vô vẫn còn nha, gia yên vẫn riêng theo xe. Màu đỏ trắng đen ba màu, biển số Đồng Nai, em bán 12 triệu đồng đó thì cũng chỉ là tiền nào của nấy hết. Xe mà riêng hết nguyên con thì nó khác, mà sơn dầm lại rồi thì nó phải khác, máy móc mà làm lại rồi thì cũng nó phải khác. Nhưng mà con này là em bao nguyên riêng cầm cho anh chị của chú mình luôn, giá 12 triệu. Còn con này cũng nguyên riêng nhưng mà con này người ta dán keo trùm, với lại cái xe nó đều liền thôi chứ nó không mới ken. Nếu như cái chiếc xe này mà nó mới ken á, nằm giá trên 16 triệu mới có xe. Biển ở An Giang, xe ngay chủ ngay tên, em bán chỉ có 12.500.000 đó. Em không bao giờ nói bậy đâu anh chị của chú mình, anh chị nghĩ đi, một con AB mắc cú này bây giờ bán giá 12.500.000 thì nó cũng quá rẻ rồi, chứ bây giờ nó rẻ hơn nữa xe đâu có mình mua đúng không anh chị. Chiếc xe này thì nó thực sự anh chị mình lái là người ta đã trả em tới 12 triệu rồi, nhưng em không bán tại vì là hồi xưa giờ nhà em không có bán lái, em chỉ bán khách thôi. Còn cô chú anh chị nào mà cần một chiếc xe để đi làm giá cả nó hợp lý thì anh chị chốt nha, 12 năm. Chứ nhiều khi 500-300 thì cũng không phải là quan trọng đâu anh chị, nhưng mà mua bán tại vì cái tính em xưa giờ rồi. Mio anh chị, bây giờ mà kiếm được con Mio như thế này cũng rất là căng, tại vì con Mio này là em bao riêng đét từ trong ra ngoài, từng cái căm cái niền vẫn còn riêng theo xe, xe không sơn không dặm nè, không like cái gì hết anh chị nha. Đó, anh chị cô chú mình coi con Mio nó có like không, tay thắng tay cầm nè, đều riêng theo xe toàn bộ nghe, nước sơn riêng 100%, giá 6.800.000. Em nói rồi mà, ở đây em bán hàng thì vô giá lắm, chứ tầm 4.500.000 5 triệu cũng có con Mio nữa, nhưng mà chạy nó hộp nó hẹp rồi chạy có được hay không, mình mua xe gì để chạy, đâu phải mua xe gì để sửa đâu, thì đó mua bán này ai cũng nói vậy hết. Thì mình mua bán chẳng thà nó mắc hơn 1-2-300 hay là 5-700, nhưng cái chất lượng nó có để khỏi mắc lòng, đó là em nói thật tính em vậy đó. Anh chị là cái ơi Nguyễn ơi, cái con này mắc quá thôi đừng mua rồi để đó cho em, chứ em cũng đâu biểu anh chị phải mua, nhưng anh chị nào hiểu là anh chị mua được liền. Rồi dứt biển ở Dĩ An sale cho bà con mình luôn, 8.200.000, bữa nay ghét bán 8 triệu luôn. Anh chị ơi, dàn áo dán keo nguyên con, xe không lai đồ gì hết, giá 8 triệu anh chị mua giùm em cả nha. Đó, xe quay rồi dứt thắng đĩa 110 nè, máy móc là em khỏi phải chê. Dàn áo thì nó đều đều liền liền, nó cũng cũ chứ nó không có mới ken được. Ở hôm sau thì có thể lầu keo ra nó mới, nhưng mà ở trước là keo đã cũ rồi. Thì anh chị ơi, cứ tiền nào thì của đó. Mình cần cái xe để đi làm, đi rùng đi nương, ra rẻ mà nó ngon nó bền thì anh chị lấy chiếc này, chứ anh chị lấy đẹp quá thì nó cũng phí nha. Cúp 78 mà người ta dọn phun neo, phun HD cho anh chị, nước sơn tĩnh điện, sơn mà soi mặt được luôn anh chị nè. Sơn tĩnh điện nè, ốc tán xi mới hoàn toàn anh chị. Đó, anh chị cô chú mình coi cái xe này người ta dọn cửa khoảng bao nhiêu nha. Rồi, chưa nói tới nè, từng tay cầm tay thắng xi nhan kiến hậu, vỏ lốp mới nè. Tất cả nguyên con, một chiếc xe mới ken hết. Bình xăng MD nha anh chị. Rồi phục trừ lực hơi đầy đủ nên anh chị của chú mình, cái máy nó chắc nó giòn thôi khỏi nói luôn. Tại vì là anh chị nghĩ người ta dọn đến cửa như thế này mà cái máy nó không ngon thì làm sao bán, làm sao chạy. Không lẽ ông nội nào điên đi dọn hết cái dàn cho nó đẹp, còn cái máy chạy giữa thì không có ai làm gì hết. Anh chị nhìn chiếc xe này anh chị đánh giá được cái sản phẩm luôn. 17 triệu em bán anh chị nha, thì nói thật sòng với anh chị như vậy. Đi kiển đi chơi cà phê, mua cho con mình đi học. Chứ anh chị nghĩ mua một chiếc xe cúp Việt Thái bây giờ 22 triệu đồng chạy nó giống cái gì, chạy 1-2 bữa hay là vài ba tháng hay là nó kiểu anh chị có xài anh chị biết được, chứ em nói nhiều khi anh chị không tin, chạy nó rất là tệ luôn, em nói thiệt luôn. Cỡ như con cúp Việt Thái nha, con này ra để nửa ga là đủ ăn con nó rồi, nói thiệt luôn chị luôn. Cái xe Nhật mình hiện theo 5 tháng hồi xưa giờ nó bền nó bảy đường, chứ nhiều xe anh chị biết rồi, xe bây giờ thì nó không có bằng xe ngày xưa được, nó thật sự là như vậy luôn, sắt thép nó cũng không bằng. Xe liên danh mà bày với xe Nhật thì không có bày được. Future 1 như em đã nói hồi nãy, ở ngoài kia em quay một con là 14.8, xe có dọn lại rồi. Còn anh chị ưng riêng thì anh chị lấy con đấy.
13 năm không dọn miếng nào luôn, được không anh chị? Ngay chủ bao cái giấy luôn, đời 2000 mấy ET mấy Thái. Thì nói thật với anh chị của chú mình, mua thì cái cách xe người ta dọn thì cũng tùy theo mỗi cách dọn. Người ta dọn đồ rinh và người ta dọn 10 triệu nó khác, còn người ta dọn 3 triệu 4 triệu thì nó phải khác nhau, không thể nào giống nhau được. Có nhiều xe dọn em mua tới 15, 17 em vẫn mua, tại vì cái chắc xe người ta dọn vài chục triệu mà mình mua giá đó bình thường, không có gì sợ hết. Thì em cũng tâm sự với cô chú anh chị mình là chiếc xe cũ thì mua lầm chứ bán không lầm, em nói thật vậy. Cái nào ngon nó ngon, nhưng mà chiếc xe này anh chị mua đi nó rất là bền, cái dòng future mình là nó ăn đứt cái độ bền rồi đó. Rồi còn cái dàn áo thì nó đều liền thôi, xe ngay chủ cái giấy, giá em chốt 13 năm, máy ET máy Thái cho anh chị cô chú mình luôn. Chứ còn rẻ hơn nữa thì mà biểu ngon thì em cũng không có hàng đâu, tại vì em đi mua người ta cũng đâu có rẻ lắm mà để cho ngon, không bao giờ có ha. Còn con đêm Thái này thì anh chị nào mà chung niềm đam mê thì chia sẻ kết nối với em chị Nguyễn nha. Một đời chủ một người xài, không like một món đồ nào hết, chỗ nào mà like em tặng cái xe làm kỷ niệm cho anh chị chú mình luôn đó. Mình sườn nguyên ghim như thế này mà nó đẹp như thế này mới chịu nha anh chị, không xịt dầu không xịt thuốc, xe em là nguyên chất mộc mạc, từng cái kiến vẫn còn riêng theo xe đây, cái kiến vẫn kiến ghim, chìa khóa vẫn còn chìa khóa ghim theo xe, giá của nó là 40 triệu đồng vẫn rất đẹp luôn. Thì cô chú anh chị mình nghĩ đi, em bán hàng tại sao em bán con Đêm Thái 11 12 triệu có, mà đến 40-50 triệu có, vừa rồi bán một con 65 triệu về thành phố Sóc Trăng cũng có luôn. Em đâu nói dốc đâu, em nói thật tình luôn. Cái nhiều mình đó là mình bán hàng bình thường, có nhiều người ta bán tới hàng trăm, chưa nói tới biển số, chỉ nói chắc xe thôi. Còn ở đây mua bán hàng thì anh chị biết rồi, con Đêm Thái thì nó vô giá lắm, cho nên em nói thiệt với anh chị của chú vậy. Cũng tùy theo mỗi chiếc xe nha. Thì ngày hôm nay cuối live thì em cũng có gì hơn, cũng cảm ơn cô chú anh chị đã chia sẻ những cái xe bên cửa hàng của em trong suốt thời gian qua rất là nhiều. Và bây giờ em còn một chiếc cuối cùng muốn quay đến cho cô chú anh chị mình là con Quay Alpha 204 nha. Biển số miền Trung 76 Quảng Ngãi, có anh khách mới vừa điện em luôn, hồi nãy điện thoại mới kêu anh chị cũng nghe đó, nên chị có clip nghe. Là anh kêu là chiều nay mà tôi đặt xe Hòa Thuận được là tôi sẽ lên. Tại vì anh ở dưới Cà Mau á, anh kêu anh sẽ lên coi cái xe này được, anh mua liền luôn. Anh chị ơi, nghĩ hồi xưa giờ người ta đi xe không like món đồ nè. Máy zin đầu nồi chưa rớt, cặp phục á, người ta lên cặp phục Quay Thái cho mình luôn. Phục trước là phục Quay Thái, anh kêu là cái phục có lâu ngày nó xì nhớt, tôi ghét quá tôi vô luôn cái phục Quay Thái luôn. Còn ngoài ra trăm niền tất cả là rin theo xe 100%, không lai cái gì nữa cả. Đầu nồi chưa rớt, xe màu xanh nhớt còn rất là bóng bẩy nha. Nước sơn của chiếc xe cũng còn rất rất là đẹp, đùm đít rất đẹp nha anh chị. Đó, giá con này thì em bán giá là 16.500.000. À, nước sơn một cái lốc anh chị coi nè, đây đây đây, tôi chúng chị coi nước sơn cái lốc. Rồi cặp te nè, nó vẫn còn tem còn keo đầy đủ hết anh chị cô chú mình nha. Sườn bọng là không sơn không dặm, xe bao riêng nguyên con đó, chốt cho bà con mình là 16.500.000, tiền nào của đó, ở đâu có hết. Em không bao giờ nói bậy đâu anh chị, nhưng con cái con future này là em bán 21.300.000 nè, bao ship về Hồng Ngự nè. Con này là em bán 16 triệu nè, ở Bình Chánh xuống lấy nè. Còn con này là em cũng bán 16 triệu luôn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà anh về tỉnh đợi bữa anh đi anh lái sau. À, thì cũng cảm ơn những cái tấm chân tình của bà con mình đã luôn tin tưởng cửa hàng em và để chốt em những cái xe rất là nhiều. À, thì nó thật xong với anh chị như vậy. Và ngày hôm nay anh chị chốt được chiếc nào thì anh chị liên hệ cho em thôi nha. Và em xin nhắc lại địa chỉ của em là số nhà 49E nha anh chị, đường Bình Chiểu, quận Thủ Đức anh chị nè. Cửa hàng xe gắn máy Diệu Nguyễn anh chị nha. Anh chị cứ tới cửa hàng em. À, nhiều khi em hay khóa cái gương, cái cửa gương đó, thì anh chị có liên hệ trực tiếp về số điện thoại của em nha. Để em mở cửa cho anh chị của chú mình. Và bây giờ có lẽ là chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Và em hẹn gặp lại anh chị trong một clip tiếp theo trên kênh Xe Máy Diệu Nguyễn anh chị nha.